Shop săn hàng rẻ hôm nay giới thiệu với khách hàng mã sấy tóc tạo kiểu của Panasonic. Mã sản phẩm là NE81, công suất 2500W ạ. Sản phẩm được sản xuất tại Thái Lan. Là sản phẩm công suất lớn ạ, có đầu tạo ion, tạo kiểu để bảo vệ tóc nhưng mà vẫn tạo kiểu được cho khách hàng. Giải quyết cái vấn đề spa của khách tại nhà. Sản phẩm có cái này để treo lên ạ. Dây ổ cắm rất là dài để tiện mang đi này. Tiện kéo xa. Đây là màng lọc không khí. Đó. Màng lọc bụi, lọc không khí ạ. Đây là lỗ để tạo ion đi ạ. Đó, màng điều khiển công tắc là của hai bên luôn. Vẫn là nhiều chế độ. Đây là tạo ion ở đây luôn. Sản phẩm có một đầu tập trung luồng gió và hàng rất là xịn, mã vạch đầy đủ, hàng có sẵn tại web sanhangre.net. Cảm ơn khách hàng đã theo dõi video.